Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và đón xem chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình Truyền hình Hà Nội chủ nhật ngày 24 tháng 10, 6 giờ thời sự, 6 giờ 35 thư và trả lời thư bạn xem truyền hình, 6 giờ 45 tạp chí Tuổi Học Trò, phóng sự Tranh Hoa, 7 giờ 5 đoàn kết là sức mạnh, phong trào mẹ lao động giỏi con học giỏi thủ đô. 7 giờ 15 điểm báo tuần, 7 giờ 25 gặp gỡ Hà Nội tạo hình.